Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một mảnh đất để kinh doanh hoặc xây tòa nhà trụ sở công ty thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với anh chị một mảnh đất nằm tại cuối đường Tam Trinh thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai anh chị nhé. Căn nhà của chúng ta có diện tích là hơn 80m² với mặt tiền là 6,7m, dày mặt tiền rất rộng đây anh chị. Hiện trạng đang là nhà cấp 4. Đường trước nhà đây. Lăm làn ô tô chạy thoải mái. Phía trước là vành đai 3 trên cao anh chị nhé. Đây là lối xuống này, đường ra công viên Yên Sở đây. Đấy. Cực kỳ rộng luôn. Em sẽ zoom rộng một chút nhé để anh chị có thể hình dung ra được mặt tiền của căn nhà của chúng ta. Với mặt tiền gần 7m. Diện tích sổ đỏ là hơn 80m, chưa tính phần sử dụng ngoài này anh chị nhé. Vỉa hè rất rộng luôn. Đấy, vỉa hè cực rộng luôn. Đấy, sẽ xây tòa nhà như hai tòa hai bên này. Cực rộng. Nếu anh chị đang có nhu cầu mua một mảnh đất để xây trụ sở công ty, tòa nhà văn phòng hay kinh doanh tuyệt vời khu vực quận Hoàng Mai thì hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để có mức giá ưu đãi nhất trong thời điểm hiện nay. Đây, đường vành đai 3 trên cao đây. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.